Khúc rất nhẹ nhàng và không khí của chúng ta đương nhiên rồi sẽ hòa cùng với không khí của giai điệu của lời ca khúc. Và bây giờ xin mời các huấn luyện viên, mời chị Linh. Các anh chị đã thực sự là đưa các em lên một tầm cao mới. Tất nhiên
là chị đang nói là một cái tầm cao mới so với chính các em. Và cái điều thứ hai mà tôi muốn dành sự ngưỡng mộ là đó là cái bản phối của anh Đức Chí. Phải nói là anh ấy làm tôi suýt nữa rơi nước mắt. Vì cái bản phối vừa rồi phải nói là nó rất là vắng. Cái từ vắng á, nhưng nó rất là hay, đầy cảm xúc. Chúc mừng các em về phần biểu diễn vừa rồi. Lại một lần nữa tôi rất là ngưỡng mộ anh Đức Chí đã quan sát thấy rất rõ và làm cho mọi thứ diễn ra thật là vắng, thật là ít và rất là tinh tế. Cái bài phối nó không phải nó vắng mà nó quá sâu và cần cái người nhạc công phải nhịp rất là giỏi chứ không phải lọt chọt giống như contrabass và piano ở đoạn đầu vậy. Bài phối hay thì nếu như chúng ta tải được thì hai cái nó cộng hưởng thành một cái tiết mục nó đặc sắc. Nhưng mà vì các em chưa có đủ khả năng để tải cái bài phối, mặc dù bài phối rất đơn giản, chính vì cái sự đơn giản nó cần phải người rất giỏi, nên tôi nghĩ là các em vẫn hay ở cái sạch sẽ. Nhưng để mà nó tải được cái bài phối này, dù bài phối đơn giản thì chưa tải được. Xin cảm ơn chị rất nhiều. Tức là chúng ta đang trong chương trình Ban Nhạc Việt có các huấn luyện viên để các huấn luyện viên phát huy những thế mạnh mà các thành viên trong ban nhạc đang có, hạn chế những cái điểm chưa tốt của các bạn. Vừa rồi là một bản phối hay, đòi hỏi trình độ nhạc công và vocal thật tốt. Ấy thế mà các bạn chưa thực tốt mà huấn luyện viên Đức Chí lại đưa vào một bản phối khiến cho các bạn khó khăn. Tổng kết 3 ý kiến của 3 thành viên còn lại, tức là khả năng trình độ phát hiện tài năng của huấn luyện viên Đức Chí là còn kém. Tôi khá khen cho cái sự luận của anh trong các cái nhận xét vừa rồi. Tôi không bình phẩm không có nghĩa là công nhận. Tôi bèn nín. Tôi không bình phẩm về điều đó. Tôi chỉ nhắc anh rằng anh đừng quên đây là vòng thử thách. Và không phải chỉ là thử thách cho tôi mà là thử thách cho các bạn ấy, bởi vì chúng ta nhìn như thế thôi chứ các bạn ngứa ngáy tay chân lắm, các bạn muốn đánh rất nhiều. Khi tôi nói rằng là các bạn đừng đánh gì nhiều cả thì các bạn ấy phải làm cái rất là khó khăn, nhưng tôi bắt các bạn phải làm được điều đó, bởi vì còn hai cái vòng kế tiếp nữa các bạn sẽ còn phải làm những cái điều khó khăn hơn nữa. Tôi xin lỗi anh cứ làm như đội của anh lập tức vào vòng trong. Bởi vì là anh không hiểu được ý của tôi nói rằng là nó sẽ còn nhiều cái hay ở đằng sau nữa, phải để cho họ vào thì mới nghe được. À, chuẩn luôn.